Diễn giả Miệt Vườn xin kính chào quý vị. Quý vị thân mến, có rất là nhiều phụ huynh suốt ngày chúng ta căng thẳng và không có thời gian để cho chúng ta nghỉ ngơi, cũng như dẫn con cái chúng ta đến những cái vùng quê như thế này để chúng ta chơi cho chúng con gái chúng ta nó thư giãn, bởi vì chúng ta không có hiểu cái điều này. Đó là rất là nhiều người muốn con của mình nó phải học đều các môn, môn nào cũng phải giỏi 9-10, 9-10, 9-10. Cái điều đó là cái điều mà thầy cô cũng đâu có làm được, mà các anh chị cũng đâu có làm được đâu. Thầy cô cũng chỉ là người nào đó dạy môn toán thì họ chỉ giỏi môn toán thôi, người giỏi môn văn thì họ dạy môn văn. Có những người họ giỏi thể dục, họ dạy thể dục. À, rõ ràng là các thầy cô cũng chỉ giỏi cái môn của họ dạy thôi. Vậy thì tại sao chúng ta lại bắt một cái đứa trẻ nó có thể giỏi đều hết tất cả những cái môn mà thầy cô của nó, phải cả một cái hội đồng sư phạm về giỏi, mà đè lên một đứa nhỏ mà bắt nó giỏi như vậy thì rất là khó. À, cái điều đó không thể. À, quý vị, có người họ sẽ nói với tôi rằng thầy nói vậy thôi chứ con của tôi nó là học sinh giỏi, môn nào cũng 9-10. Tôi nói với các anh chị rằng điểm đó chưa chắc là điểm thật. Tại sao nó lại có cái điểm đó? Bởi vì chúng ta quá khao khát cái việc con chúng ta cái điểm trung bình nó chia ra giỏi, nên là ai đó đã cho chúng ta cái điểm để cho thỏa lòng chúng ta thôi. Chứ các anh chị thừa biết cái việc là chính chúng ta, thầy cô, cha mẹ, người lớn của chúng ta cũng chỉ giỏi một môn, hai môn là đã quá siêu rồi. Tôi thì tôi không có phản đối cái việc đó là chúng ta gọi là học nhiều môn, bởi vì khi cho con cái chúng ta nó học nhiều môn, nó mới biết được môn nào là thế mạnh của nó. Tuy nhiên là chúng ta đừng có bắt từ nhỏ môn nào cũng phải giỏi, vì cái điều đó là không thể. Còn nếu như chúng ta cứ ham muốn điều đó thì người ta buộc phải thỏa mãn cái nhu cầu chúng ta, đó là người ta cho chúng ta cái điểm 90. Nhưng mà hãy nhớ điều này, giáo dục mà chú trọng tới chất lượng thì sẽ ra nhân tài, còn giáo dục mà chú trọng vào điểm số nó sẽ có bằng giả, nó sẽ có điểm giả. Và tôi ước mong là các anh chị hãy thực sự tỉnh táo để làm sao chúng ta giúp cho con của chúng ta trở thành một nhân tài thực thụ, để cho đất nước chúng ta có nhiều tài năng thực sự, có những chuyên gia, có những người làm việc đam mê thực sự, chứ không phải là những người có bằng cấp cao, điểm số cao mà lại thất nghiệp tràn lan. Tôi mong là các anh chị nghe hiểu điều này, và nếu các anh chị thấy nó hữu ích, xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học, comment vào cái ý kiến của các anh chị. Cảm ơn các chị rất là nhiều, chúc ngày mới tốt lành và hạnh phúc bên đứa con yêu thương của mình nha.